Gamkis, Chủ tịch Hồ Chí Minh bình tĩnh. Lớp rapper cùng ghé làng Paul, ở ghé làng Paul gần ở cây lỡ. Quan lỡ rồi hiền tớ, ở gớt làng Paul cung công. Cao kê vạn tớ, làng Paul còn lát xịt. Chỉ nào bình tĩnh bằng về dư lùng chỉ nam. Tâm rõ lỡ cập ngày, à lá châu lỡ rõ quang bàng, ngăn bà có. Đi lá, yết bơ ta cấp cơn bơ chào làng Paul, lỡ bố ghét quơ làng Paul in, kênh buôn ngăn chào làng Paul tu nụ spal. Tâm đùl bòn chàr thanh hóa, bù lá đồ pét ụ là đùl pét biang. Mơ ya lấy kế, à lá chào sạp bách sạp bằng bà ụ, nàng bơ lần nàng gùng lọt. Gùng là hát rắc quét rắc quê, ở gật tôi có. Đây lại là tuyến đường đó là gồm tầm xã Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Hưng, xã Ninh Hòa, Chàr Khánh Hòa. Hai bên đoạn đường đang là điểm đen giao thông, là gồm lọt tầm rau hiệu Bình Há, Kiskus. À lá tớ tìm quang kia bòn mà à lá chào làng bòn, bà lớp bò, mơ đung ngăn cho nào đất, gió lũ, chào làng bòn, mở xã. Năng tà lích bờ gồm quang kia bòn nét tà lích. Bà rau hiệu Bình Há, bà ụ, năng. Nó gù, rình tế ghen ngay xe lê rớ, ghen anh, bà ụ, năng bờ gù. Mà xe cổ bây giờ càng ngày càng nhiều, cho nên là tôi đồng ý. Tôi thò, tụt bách ú là tụt bách bàn, mà già gù tụt đắp hiệu GLH ngành, xã Ninh Quang kết tốt sinh bòn, lau chất bòn rồi bồn hát chào. Ông Bình chào Lâm Bộ Thạch Thành là chào hiệu bay chất hiệu Bình Há tầm bòn gọt quýt. Sô rồi mà chơi bây giờ ta mà chào Lâm Bộ tầm bòn. Lời tút nằm lại, né ghé gùn lau bó rồi hàng mét vuông. Nói chung là ở đây là bà con ở đây người ta tự nguyện. Tự nguyện hiến cho cái đất ở đụng ai đụng. Tầm thôi cho Lâm Bộ bà ụ. Hiệu bơ, ghen, ân tình rút tụi ít. Đỡ trăm lần không dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nó tin từ chỗ đó là học hỏi lỡ sạch hiền cung công nên mình gần gũi dân cao kê hiền cung xin dân là mình muốn một bà ta cứ nụ con người bắc bàng mình nên ngăn là tầm tú hè lỡ rệt pal mờ lăng bòn năm bà bồ chất quan xã Ninh Quang rệt tút tung cù mè bòn âm pa năm bà bồ bản chất kép bà ta pro hát tung cù mè bòn âm pa tung cù ris tu tầm alap bà ta gây chuyện lỡ xin cuồng lọt tầm bòn theo lời dạy của bác lấy dân làm gốc từ đó là công tác tuyên truyền vận động của nhất chế nào bằng ai cho làng Paul lỡ bên nàng tâm bơ hớ rồi giờ tăng ít mở rỡ bên át tút mà cho làng Paul khen chào làng Paul tu nụ chát bà ta cái chuyện thò hớ là bà ta tu nụ vào chào làng Paul bà ụ bờ lên nàng gùm nàng lỡ ở ghé tía cái túc rần té mở tu thò lé về ở ớt tâm bòn Ninh Quang cứ tôi ghé về hớ khen chào làng Paul gần cần ầm mở quang tía bòn nét tới lít à lá bà ta đi mở bà ta cấp cơn.